Ok, hello anh em. Thì hôm nay cũng tiếp tục chơi con game này, tiếp coi nó ra sao. Thì game cũng là được đánh giá là tương đối thôi, không có gọi là quá hay, nhưng mà cũng ở mức chấp nhận được. Thì cũng muốn chơi thử coi nó ra sao đã. Giờ vô game luôn, đỡ lan man chạy vòng. Thì lần trước thì tôi không nhớ đã chơi đến đâu, nhưng là chapter 5 thì chúng ta lại tiếp tục nhận được một cái bưu kiện mới. Thì luôn luôn là đọc thư trước, 11 tháng 11 thôi. Rồi, đây. Thư này kích cỡ nó là cái gì? Gọi là file AZ 93 kg. Thì không có gì cả, chỉ có một bức thư thôi. Giờ bắt đầu là nó yêu cầu mình mở hai cái này ra trước, nhưng mà vẫn chưa tương tác được. Cái bộ kiện gì to dữ vậy nè. Đây, chắc đi đường đây trước đây. Ồ, tiếng in game nó lớn quá lắm. Ê, no, 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 no. Bắt tu game hả chưa? Đáng lẽ để hai cái nút bắt nó nằm ở dưới đi. Gì hơi nhỏ, nghĩ để gì đi. Bây giờ chúng ta đã có một cái là dạng như cái nắp vậy, nhưng mà nó thực ra nó giống cái tu vít hơn đó. Thì mình tìm đối xứng bên này, chắc là lắp vô đây thôi. Rồi, mình đã mở ra gì nữa? Một cái lẫy. Thì cái này tôi nghĩ là clone nó ra trước rồi để lên trên mở hai cái kia thôi. Game này thực ra nó cũng không có gì khó vậy. Lắp hai lẫy vô đây. Rồi bật ra hai bên. Cái dạng này như mấy cửa thoát hiểm vậy. Làm tí cà phê không anh em? Ok, tiếp tục. Thì chúng ta có một cái khối như là cái cục cứu quả gì đó. Đây là chấp lời 6. Chẳng đi tiếp tục. Đúng vậy ta. Ồ, cái này mình không đặt lên bàn nổi, nó to quá. Có một cái kỳ kìm. Thì dặn cái này không? Dặn được mấy ống này không? Thì trông nó như là nó đã bị kẹt. Nghĩ là không dặn được đâu. Ủa, mình chỉ có thể can thiệp cái đó thôi đó hả? Mở hai cái lẫy này ra thì kéo ra được không? Không kéo được, mình chỉ mở thôi. Vậy là bên đây có cái đối xứng đó, tự nó bật ra không? Thì cái phần này được dán vô là có thể là mình phải tháo phần này ra đó. Vẫn bị kẹt. Thì tại sao tôi mở được cái hai bên này ra đó? Ồ, nó vẫn có cái miếng bên hông nó bị kẹt. Thì cũng vậy luôn. Này mình đã mở rồi, có con ốc ở đây. Thì chắc dùng cái này mở thôi. Giờ là hai cái hình trụ tròn với là hai cái hình tam giác tròn. Tạo ra số 2 trước đi. Rồi chọn cái hình tròn.
đúng mà ta, sao nó không có hiện vô? Hay là cao quá? Thì tiếp theo là tôi nghĩ là hai cái tam giác tròn thôi. Không, cái này nó không giống vô lắm. Đây, cái này giống hơn à. Mà sao nó bé tẹo với ta? Đây, cái này cũng giống nè. Cái này thì phải xây lại. Phải xây ngược lại. Đó. Rồi, ok. Đã mở được cái lớp vỏ ở ngoài thì vô trong. Cái này tôi nhớ lần trước có giải một lần rồi. Bây giờ có hai cái nút này, cái nút này là gì? Lên xuống. Ủa khoan, lần trước mình giải là sao ta? Cái vàng với mà cái đỏ. Hình như đưa mấy cái xanh này vô là cái xong. Không 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 không. Để cái đỏ chặn xuống xong rồi đẩy cái vàng lên cho cái vàng đẩy qua. Cái đỏ phải di chuyển đến đây mới chặn xuống. Bây giờ đẩy trước cái này qua đây cho cái đỏ lên. Rồi đưa cái đỏ xuống. Rồi đưa cái vàng qua. Rồi đưa cái vàng xuống. Rồi đi tiếp vòng. Rồi đưa cái đỏ lên. Rồi bắt đầu đẩy qua là qua. Sao mà nhớ lần trước tôi suy nghĩ logic nó đơn giản lắm mà ta. Sao lần này nó lại hơi phức tạp tí. Chắc do buồn ngủ với hôm nay mệt quá. Cái gì nãy giờ không thấy thay đổi gì anh ta? À, nó tương tác với cái trong cái thùng rác là cái cục đá kỳ diệu á, chắc 3 đến 4 nè, nó như viên pin vậy. Cái này nó giống giống cái bánh lái, tôi nghĩ vậy. Tại nhớ cái đoạn cắt cảnh là cái video có viên pin đó. Ở cái nút này hả? Thì cái cục đá nó như mà cái viên pin nắp vô đây thì nó chạy được nguyên cái máy này. Tôi nghĩ căn nhà này nó sớm muộn cũng bị sập thôi. Chơi ba cái đồ kỳ quái này không? Đã bật ra được rồi nè. Thì cái này gạt người chưa? Điện chưa? À, mình còn một cái kìm đó. Cái này là gì? Nó chói quá ta. Tôi không nhìn thấy cái đó. Có một cái vòng tròn ở đây.
một cái ống chỉnh dạng dạng như thế nào. Đây, nó có một cái lỗ thoát khí rồi. Thì chỉ có bên đây vô được thôi, nên chắc dùng cái máy này chui vô. Ủa sao nãy tôi kéo không được mà giờ kéo được? Như thế nào là đúng ta? Tôi nghĩ là đưa cái đỏ nó ngay cái ống đó, gì là ngay đó. Rồi ok. Từ sau rút cái ống ra. Này, mình đi tới cái nữa này, nó còn cái nữa đi tới nữa mà. À nó chỉ dôm vô thôi. Thì hiện tại nó xong rồi. Là bấm máy để phun ra. Ủa còn cái này có chỉnh không ta? Còn bản chất của cái này. Để tôi coi kỹ lại cái. Để chắc ăn đây. Để hồi mình đỡ tốn thời gian. Không có xoay qua trái được. Có nè, có nè. Vậy là nó phải nhích qua bên trái một tí. Coi như là một góc khoảng 1 giờ đó. Đây. Thì ước lượng gì thôi. Bên đây là cái gì? Cái này là sao ta? Mình chưa có thông tin thêm gì nói được. Phần trên nó đầy được rồi. Nghe như có tiếng bước chân chứ. Tưởng cái game kinh dị à, game kinh dị rồi thách xóa game luôn đó. Thôi lại cái gì cục 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 dưới đây đó. Ủa cái đoạn này nãy rồi mà. Sao đang chơi nó lặp lại vậy? Cái hai cái bên hông nó cũng bật ra rồi luôn mà. Bản game bị bớt nữa à. Trời ơi. Rồi ấy, nó lặp lại nguyên bước này luôn. Ủa sao hai cái bên hông này nó không mở ra ta? Mình sẽ dọn nó sao nè sao? Đi cho vu à. Game bị lỗi à. Tôi nghi là bị lỗi giống cái lần trước rồi đó. Cái này có cái lỗ nào thì tôi nghi là bị lỗi rồi, nó lặp lại một bước nữa xong rồi nó mất luôn cái tính năng mà bật hai cái bên hông kìa. Game gì vớ vẩn vậy, vì sụp không được thì chắc chọn để chapter đó thôi. Đây nó bật ra hai cái này ra là hồi nãy nó có bật đâu. Quá tài kìa. Sao kéo vô hết đường nữa. Nhiều đó thì
Để coi kỹ là cái bên đây thì cái góc nó bán gì, đi qua gì, từ trên tới đây đi khoảng 2 giờ lắm. Rồi rút cái này ra đây đó, cũng phải ít nhất là gì hả, từ đó qua đây. Rồi rồi, lọt chút xíu cũng không được nữa. Đó giờ mới bơm khí vô cái van này nè, chúng ta mới bắt đầu chỉnh gì rãi con game bị bớt này nè. À phải cân bằng cho nó về cái vạch xanh. Khoan, tất cả trên đây map cái này là trừ khoảng 4, này trừ 3, 4 3 là 7, thì chúng ta 2 4 6 8 10 12. Cái này 2 nữa, 4 3 2 là 9. Một hai ba bốn ba gì thôi đó hả? Rồi cho game nó cho mình học làm toán cộng. Cái tổ học nhé. Thì cái lỗi năng lượng này đã bị hỏng rồi, thì chắc lấy cái kìm tháo ra thôi. Tháo cái nữa ra cờ lon nó được không? Chứ này có cái lỗ nè, muốn nhét vào cái lỗ đó. Cái này mình không tương tác được, nhấn nút được chưa? Rồi thôi phải bấm vô, không được phải đưa cái dòng này mới được. Đầu tiên là ba trước đi, rồi ba ok nè, đưa cái khoảng cách ra luôn. Cái này là hình tròn, tôi nghĩ cái hình tròn nó sẽ cái hình bầu dục nãy nó nhân lon ra nhiều lắm. Đây có gì không đúng nữa, game này nó thiết kế cái tua bích này thì coi cũng hay. Cái lỗi này rất là nóng nên không thể dùng tay được mà phải dùng cái kìm. What what is it? À hiểu rồi. Không gì là cái này phải được nhấn. Nhấn qua xanh hết rồi đỏ hết à.
tôi muốn reset lại làm sao. Tại nếu đi cái kiểu đó thì mình phải đi từ bên ngoài vô. Tốt nhất là đi từ ngoài bìa đi vô. Cái này nó không có màu đỏ, nó cũng không có màu cam. Bây giờ ba cái hộp to nhất ở đây. Nếu nó gì gì là mình buộc phải nhấn xuống không ta? Tất cả màu đỏ là chứng không được. Đây 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 đây. Là sao? Nhấn một cái thì nó màu đỏ, nhấn lên thì nó lại màu xanh. Làm đỏ hết cũng không được, bây giờ phải chuyển qua làm xanh hết thử. Cái này nó không biết sao qua màu xanh. Reset được không? Câu này khó nghe. Nhấn hết tất cả xuống trước cái đây. Cái này nhấn chưa? Chưa. Mày chưa nhấn nữa. Tại sao khi bỏ cái này ra, cái này đã màu xanh? Với vải còn cái hộp như này nữa. Bây giờ nhấn nút hả? Nó tua ngược lại cái animation đấy. Cái nhà này có ngày sập. Tôi nói gì? Bây giờ có máy quay trọng rồi. Và tốt nhất là dừng nó lại đi. Đó, không muốn cái cửa hàng của mình.
Bức thư, lấy bức thư trước đã, lấy luôn cây ba tông, cây cao ba, bẻ luôn chìa phá được không, khỏi con bát gì hết. Được luôn rồi, thiệt con game. Một trên hai thì đừng có là kích hoạt nó lại lần nữa, tại sao? Cái này là cái gì vậy? EG 14. Cái chữ EG có ý nghĩa gì không? 7 bộ phận. EG 14. Rồi cái gọi cái một cái bốn, đừng nói đơn giản vậy. Thì kìa, nó đưa mật khẩu thì kêu mình nhập. Cái này đúng mà. Ê, ê, có số bên hông, có số bên hông. Cái này là cái gì? H67E. E với 9 thì tôi nghĩ là đưa E với 9 vô đó. Rồi 46 B. Cái cục màu trắng này không di chuyển được. Số 8. Cái bên đây vẫn xây được nè. 46, số 8, 9, 2, 3, 7 số bao. Nó như một cái dòng chữ gì á, tôi không đọc được. Không chín. E, C, 2 46 H2 73. Cái lá thư đồ ta, cái lá thư mất luôn rồi. Thì ban đầu cái màu nó đã đúng rồi. Số 8 nè, từ tìm cái mặt với số 8 ở phía dưới nè. Không có. Chữ C, số 2. Không có nào có số 8 ở dưới hết. Bây giờ chỉ có cái đó thôi. Nên tôi nghĩ là manh mối nên chỉ nằm ngay chỗ này. Cho mình coi cái mặt này là phải có vấn đề gì chứ.
không có mở, không có lật được cái gì hết. Số cục này không xuống được. E 98 nè. Đó, giờ hiểu rồi, nó mỗi cái cục này nó có một chữ với hai số. Thì mỗi lần mình coi được cái đó thì mở nó ra. F73. Thì mở được một cái thì mấy cái còn lại vậy. B 46. C 67. Hai hai gọn. Không chín. Ủa đó là quay chưa hát. Cái này không chính là đúng rồi nào, mà cái này không phải chữ H nên tôi cứ thử dùng chữ thôi, chữ K, chữ K lựu đạn, chữ này mình nhìn ra chữ K được, thì có một đống đồ linh tinh trong này thôi, 7 phần 7 mảnh phụ kiện, bản nó ghi mà tôi quên cái dữ kiện đó trong lá thư. 3 là 4 5 là... sáu nè, này giống mấy gung vô mấy phim Nhật Bản nữa hay coi á, cục rồi nè. Ủa rồi chúng ta sang chương mới luôn đó, chương 7 thất tinh. Thì đây là đưa cái vật phẩm được lên bàn này. Cái miếng lót chuột này nó tả dữ thiệt. Cổ máy bị chia ra nhiều mảnh rồi. Cái miếng năng lượng của mình đâu ta? Quát. Có khi nào lắp mấy cái này vô không? Cái này chưa tương tác được. Thì bên này có một cái đầu tròn tương tự nè. Đó. Bảy mảnh. Bảy mảnh này. 2 2 3. Có bốn cái đầu này. Dạng như bốn cái chìa khóa. Không, cái đầu này trên này. Ủa đâu rồi, cầm vô đi. Một cái. Bên này là hình như là ba lỗ nè. À, bên đây thôi. Bên này hai lỗ thì xếp vào bốn cục rồi nè, thì mỗi cái bên kia có nguồn.
Đây. Chưa mở được. Cái này nó kêu nhức đầu quá ta. Cái này cũng không mở được. What it? Cái này nó đang nhìn tôi nè. Thì cái ô vuông với một cái sọc. Chuyện chưa di chuyển được. Vãi. Nhìn thấy ghê không? Ba con mắt rồi là 2 3 4 còn mắt rồi đó không đằng sau chỉ là phải đủ 6 mắt rồi là chỉ cần 3 này đủ rồi. Này 3 nè, này 4 nè. 4 thì chắc chắn ở giữa rồi. 4 thì chắc chắn ở giữa lại đây có 4 à. Này là 2 nè. Này 4 luôn. Này 2 2. Tôi nghĩ thì chỉ có thể như vậy thôi. Đúng rồi kìa. Rồi rồi. Mở được cái vạch đầu tiên là con mắt quay được không quay được không rồi 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 ok bây giờ chúng ta có 4 cái. Thì tôi nghĩ 4 cái này nó giống nhau thôi, lắp cái nào cũng được hết. What this? Nó thực sự là giống nhau không? Cái này nó khác nhau hết. Này tháo ra sao trời. Cái này có khả năng giống nè. Đó, cái đầu trên giống nè. Bên giữa là một cái hình tròn. Rồi cái dưới là 2 cái lỗi vô trong đó. Dĩ ghê với ba. Mình như đang hack cho hệ thống hay vậy. Tháo ra được không?
Watch. Mình chỉ có ba cái thôi. Bây giờ nhiệm vụ mình là làm cái gì? Ở đây còn thiếu một cái bọ nữa hay gì đó, màu xanh thì tôi nghĩ nó đúng rồi đó. Không 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 không, nó để hình nãy là tính lừa mình thôi. Đây là dạng như một cái đầu chó vậy. Nó lọt cái giữa là sao ta? Nó lọt cái giữa thì mình sẽ loại những cái giữa thôi. Chứ thực ra nó không có mục đích gì cả. Cái này giống bản tính của mấy anh Trung Hoa quá vậy. Bây giờ là phải cho nó bằng nhau phải không? Đi bốn là nó có cái vạch trắng gì dưới nè. Gì đây? Đây. À đây, cái tia sáng xuyên qua nào.
Em để gì đây? Đúng luôn kìa. Tôi đang định di chuyển coi thử rồi cái 1 hay cái 3 là hướng bên phải hay bên trái. Đúng là chó ngáp phải gùi rồi. 2, 4, 6, 7. 7 đúng luôn rồi. Tới tam giác. Tam giác có cái vòng dưới. Thì cái vòng tròn dưới với nằm cái ngoèo nhọn nè. Thấy ghê ba, đập lủng đường luôn rồi. Thì bật điện lại á. Cái quá on off off on off 1 0 0 1 0 nguy hiểm thiệt. Bây giờ cái này là không trưng bày được những bảo tàng, tốt nhất là nên tìm cách tắt nó đi. Đi búa đập đi. Cái gì? Nó mới đấm tôi hả gì? Khốn nạn. Ừ, mình chửi cái máy nó cũng chửi rồi, rồi. Lũ đảng. Cái lũ đảng cái con máy này một phải trên trái giờ tôi nghĩ là để ứng ba cái thằng này thôi. Bây giờ là mình không can thiệp vào chỗ nào được. Cái gì cái gì, mấy cái này bấm vô được hả? Cảm ứng à? Sao đây? Rồi thì mình sẽ tắt từng cái một, đầu tiên là cái dưới này. Vô dụng đúng đại lắm. Sao để tắt được nó?
được luôn, bốn cái cùng lúc không được. Vớ vẩn con game này, đủ đạn nha nó. Tôi nghĩ là phải kết hợp cả hai cái luôn. Cái nút này không kéo được rồi. À phải đóng con mắt nó lại nữa. Tôi nghĩ gì? Đó, bỏ tay đi. Quên cái vụ con mắt này. Bắt mình làm đi làm lại trò này 4 lần, quên cái vụ xây xây con mắt rồi, tắt máy được rồi, bị dục nó qua bên cạnh đi đờ mờ, tốn nguyên một chương gần 30 phút để mở cái máy nó lên và tốn thêm 10 phút để tắt cái máy nó đi. Có 4 tầng trong tòa nhà luôn ha. Từ cái máy nãy nó ghi là đừng có bật nó lại, nãy là tôi quên đọc cái dòng rồi, đi thôi. Rồi phá đảo rồi, chúng ta đi về. Cái này chia dẹp, cái chia này không. Đêm ở viện bảo tàng. Vì lý do an toàn thì không nên là nhập phá cái gì này. Trời ơi, lấy cái chìa khóa thọt vô mà móc cái ra được rồi. Màu mè chứ thiệt. Cái phép mơ tua này anh em chọt mấy cái nhọn nhọn như như cái đầu bút bi rồi vô chìa khóa này em quẹt cái là được rồi. Đâu có cần phải đúng rồi cái cục đó đâu. Cái quách đi. Game này bao nhiêu chương như ta? Chương B, VinFast à? À VinGer à? Cục này nó có vẻ bị hư.
Trời ơi, nó như cái mặt đồng hồ vậy anh em ơi. Có 6 cái. Năm cái chứ. What? Nó để cái vạch như vậy rồi mà nó còn phải kêu cái nữa. Cái này là cái ô ngay giềng, ô ngay giềng ngay phía dưới dưới này đúng rồi, ô một nút này ngoài cùng phía dưới luôn, thì cái đôi này là cái trên, cái phuyết này nó trên bên phải, cái này giữa. Quá. Phải đưa nó lên trên này. Đúng rồi. Từ cái chỗ này mình đi ra là có hai cái cua, thì có thể đi xuống hoặc là đi qua phải. Đi qua phải thì nó chỉ là một cái đường vòng thôi, nó chỉ đi xuống đây, vòng qua đây, lên đây. Ở đây nó sẽ có hai cái ngã đôi, chỉ đi đường bên phải là qua được. Tốn thời gian chứ không có khó khăn chứ. Gì đó rồi, nổ đi nổ đi, nổ ra em game luôn cũng được đó. Thì thiếu rất là nhiều cái bánh răng, nhưng mà một cái cục gắn đây nè.
Đây một cái bánh răng này nè. Giờ mình có bánh răng rồi, rồi còn cái nữa. Đây là cái lẫy pin đó. Bây giờ có hai bánh răng thì tôi nghĩ hai bánh răng anh sẽ nằm đây trước. Không. Lo nó ra đã. Được cái môn đại hòn đá cẩm thạch vậy. Ừ, bên đây chắc xong rồi đó. Lại lắp vô đây thử cái đường ra. Nổ không? Vậy tôi nghĩ là phải sạc điện cho nó trước. À, mình dùng cái này đây. Rồi, cái này sẽ quay. Thì nó truyền động trực tiếp vô cái dưới. Sao? Tôi phải quay đúng theo cái chiều này mới được hả? Cái gì mình sẽ chuyền qua ngoài cái bánh răng, rồi cái bánh răng nó mới chuyền được đó. Đó, thì nó mới đúng chiều được nè. Nó bảy là bảy mình chỗ này nè. Game câu đố không khó mà lừa nhau hay nhiều. Những cái nào liên kết với nhau thì mình sẽ giải từ nó trước. Tại vì nó không thấy sai rồi.
bùm bùm rồi nổ chết đi. Anh game ấy cái đội hạt nhân của Iron Man nè, đội phản ứng điện quang. Quá cái máy này hết quay được rồi. Dựa theo cái nút dưới này có gợi ý không? Tất cả đều không, chỉ có cái này thôi. Lại tiếp tục đúc đích nó. Khoảng chơi gì khó như vậy, đen ở dưới, hồng ở trên, xanh lá chồm lên phải, vàng bên trái, xanh lá ở đây, vàng ở đây, có 2 4 5 cánh hoa, đen ở dưới. Bây giờ chỉ cần 2 cánh này là mình có thể giải xong. Cái này đảo 1 lần cái này đi cặp cùng nhau. Bây giờ là cái xanh dương nó cách 1 cái như vậy. Là nô người ta. Bây giờ cho xanh dương nó cách trắng một cái, cách hồng một cái mới được. Không, phải di chuyển cái màu đen này nè. Đó. Cái nữa rồi, ok rồi. Kỳ ta nó mới lệch ô ta. Cái này chỉ có màu vàng thôi, nó không ảnh hưởng gì hết. À quên cái này nữa. Cái này chỉ mỗi màu trắng thôi, vậy nó đơn giản từ đầu rồi. Tôi chỉ làm nó phức tạp lên quá. Bây giờ đưa cái hồng với cái đen với nhau là được rồi nè. Đó, vậy là xong rồi.
quên cái cánh ở dưới. Nó giống cái hình vẽ trên tường quá à, giờ mới để ý nè. Năm cái mà nó có hai cái đi lần một hộp thì nó đơn giản rồi. Đây là hệ thống dẫn đường thôi. Thì mình muốn đi tới cái điểm nào? Chiếc cổ máy có câu trả lời duy nhất. Có đảo game chưa? Quá đỡ. Cái cửa gì làm sao đưa được cái thùng này vô? Sao? Trọng lượng 248 kg. Vật thể là chả biết cái gì luôn. 32551. Chúng ta chỉ có thể nhìn được hai mặt này thôi. Elliot. Cái này có chữ A nè. A là cái B3 là 34512. Và cái còn lại là cái A5. A5 là 14223 nhưng mà không biết nó là cái nào. A là B3. Chảy xong nó hiện ra A5. Vừa giải xong nó hiện ra A5. A5 thì nó 14223 nhưng mà nó tương xứng với cái nào? Không phải cái này. Không phải luôn. Thì nó là cái này, tiếp tục là C4. Không lẽ nó chưa bắt chơi phương pháp đội trừ gì? 25214. Mới chơi phương pháp đồ trừ thì sao? Cái gì ấy? Rồi, chết, hết game. Câu đố dễ đến mức mà Dev nó biết là không cần phải giải cũng ra được đó. Nên nó kiếp luôn cho mình cái giai đoạn đó. Chừng cuối kìa. Wow, cái này đừng nói mặt trăng nhân tạo nha. What happened và what it is. Cái này giống cái cục đầu tiên của mình. Chỉ là nó to hơn thôi. Nó đã chuyển qua màu vàng. Bên này nó như cái bột vàng xung quanh. Wow, cái này anh em nào đọc mà gan tê á, gan tê á thì chắc sẽ biết cái ghế này.
một cái ghế ngồi ngoài tên giống bộ diện gần tê nè, vô ngồi thôi. Đúng rồi đó, đóng cửa lại. Ủa rồi, đóng cửa lại đi. Chính xác là cái hộp ở đây thiếu một cái, mình lấy nó bỏ lắp vô là vừa cái gì đó, lắp nó vô hơi bị xấu nha. Ghế này ghế massage mà không đẹp cho lắm, có cái lỗ này để nhét cho. Cái tờ này là gì đây, ở đâu mình có cái tờ đó không biết luôn, đưa sẵn bát cho mình luôn cả. Thấy ghê không, à cái tờ này lần trước là của mình để lại luôn, mình giải xong rồi tự nhắc mình nhớ. Đây là cái bản đồ nè. Để giải gọi luôn rồi. Đó, đây là cái ghế này. Bây giờ mình phải mở phá bốn cái. Mở bốn cái này nữa. Cái mũ bảo hiểm mình có rồi mà ta. Phải, con kiến bu màn hình thôi. Sợ nhất là kiến chui vô màn hình á. Thì 5 cái để số lượng 5 trước đã. Rồi vô. Nút qua đẩy nó ra đây, số lượng là 5 4, đúng luôn rồi. Tính đâu giọt cái lỗ vô chứ, cần phải nhét cái gì đó vào đây. Ủa không đúng hả? Ở bên đây đó. Nhầm. Ra đây lấy hai đồ nhét vô thôi. Thấy kỳ công có một cái ghế massage của người ngoài hành tinh không? Quay qua cái bản đồ ngoài trước nó bớt đi cái nè. Tôi nghĩ cái động cơ cảnh nó có ý nghĩa gì đó. Cái này như cái động cơ đẩy vậy. Thiết kế hơi xấu nè. Đó, một món nè. Đó, một món rồi nè, chúng ta còn 3 món nữa. Đó, cái này cũng là động cơ luôn. Cái kia là dạng như cái bộ điều tốc thôi. Không phải điều tốc mà cái cân bằng á, cân bằng thái. Món cuối mình nhét vô đâu ta? Cái món này thì mình
mặt nào còn độc mà. Cái này vẫn chưa mở được. Rồi nhấn vô đi kích hoạt nó, lựu đạn thì game. Tôi nghĩ nó là một cái hình cầu á. Sao này rồi nó bị lỗi cái gì mà nó kẹt chứ đó. Không, không phải là cái cầu đâu. Điều cực. Rồi đặt cái máy thở này à. Mở này không? Này nhấn nó xuống. Holy shit. Cái số cầu này nãy mình dọc mà. Nó bấm vô bản đồ cơ. Chiếu cái cuối là cái quả cầu. Dễ rồi. Thì cổ máy nó hoạt động sẵn rồi, xếp đúng sẵn rồi. Rồi bây giờ leo lên ngồi. Này muốn đi đâu? Lên đây tôi chở đi. Ra Hà Nội không? Lên sao quả hả? Sao quả có mà bà con có tư chợ. Ông đó tên là Elon Musk đó. Vậy muốn đi chỗ nào? Thì cái này giống như ký hiệu nam nữ của mình vậy. Thì đi qua nữ đi. Biết tròn, cái này là hình tròn, cái này là không hình gì hết, cái này là 23 0 3 gạch ngang 230 3. What?
Bắt lấy cái menu sao ta? Ừ đây. What is it? Cứ theo cái góc mình nhìn như vậy. Cái này là cái dấu cộng thì nó lại nằm bên phải đó, như gì thì đúng nè. Không chút nữa ủa sao đây có bốn gái à? Này chỉ xây được 360 độ thôi, nên cái đầu tiên tôi nghĩ là cách giải rồi, nhưng mà có cần thiết để sắp xếp đúng thứ tự này không nào? Tại vì cái này đã nằm ở vòng ngoài cùng, nhưng mà theo tôi thấy cái góc này thì nó lại nằm ở trong. Đây là hai hộp nữa. Nó như thế này là đúng rồi đó. Rồi, bây giờ chúng ta đi giải cái đầu tiên đi. Gọi là chữ T này đi. Thì nó là ba vạch. Đó, chữ T đầu tiên nó có ba vạch nè. Anh em nhìn thấy ba vạch ngang đó không? Tiếp tục số 21 là nó trừ cái gạch một đầu tiên ra. Số 21 rồi. Ờ, 6 cái luôn mà. Đây. Rồi xong số 21 rồi đó. Rồi tiếp theo là cái dấu chỉ lên đông bắc. Đông bắc này không kích cái nào hết. Rồi đông bắc ok. Dấu cộng tâm là một cái chấm tròn. Cái dưới là 23, cái trên là không, cái dưới sừng là không, bị cắm sừng là không có gì hết, còn chỉ ở dưới là 23. Ủa cái chỉ dưới 23, cái này là cái sừng mà đâu phải cái chỉ dưới. Này là không.
nó không có dấu chấm luôn, có dấu chấm nè, cái chữ dưới này 23 nè. Không kích nào hết, đúng mà ta. Tại sao cái này nó lại màu đỏ? Xài cái nào vậy? Thì từ dưới đi, 51 là cái 3, 12 là cái 3. À đây, lựu đạn con em. Bây giờ phải sắp xếp tới cái thứ tự lái phi công á. Rồi đi đi. Mở cái cổng trời ra. Mở cổng trời ra. Rồi, không bể cửa kính luôn. Tôi nói cái nhà này nó sập đi. Chị Hằng ơi, em đến với chị đây. Chuyển sinh thành nhân viên NASA. Này như sao thổ vậy? Rồi chuyển qua chế độ game sinh tồn à. Đây là cái con tàu của người ngoài hành tinh à. Thì một con game đúng là không quá khó, tương đối dễ chơi, không mà supply đâu thì cũng tranh thủ coi luôn, mà studio có họ để làm con game này thì còn bao nhiêu người, tôi thấy hơi bị nhiều rồi đó nha. Samu nè, Fan Euro, Fan Gami, Samu, Valentine, theo nhiều quá rồi. Thì tuy tôi biết là một người có thể đảm nhiệm nhiều vai trò nhưng thương như thế này là hơi nhiều. Comfort nè, Comfort cái phòng đó tôi cũng hay xài lắm. Cái phòng Comfort này có sẵn nhìn cái Google, phòng. Hồi đó tôi thiết kế web này hay dùng á. Thì studio làm game này cũng khoảng là mười mấy người, không lớn lắm. Thì đây cũng là một game nhỏ đơn giản thôi. Ăn thua là cái điểm đồ họa nó cao. Nếu tôi làm một mình thì chắc tôi làm khoảng 2 năm. Còn nếu studio họ lớn gì thì họ làm phải vài tháng mới có lợi nhuận được. Magica 2 Atlas rồi. Thì họ dự kiến ra mắt phần game mới nữa. Rồi, một con game tương đối hay. Littlefield Studio. Thì tôi cũng lên coi thông tin của họ trên game này qua sau. Rồi. Đã coi trên web đây. Thì rất tiếc là con game này nó không có thành tựu để tôi có thể là sâu alpha. Game này thì giảm giá 40% là chỉ còn 60k thôi nha. Còn game là rất là đáng chơi. Không quá khó nhưng mà cũng không đến mức mà quá dễ.
Vì thanh niên này chỉ mất 2.7 giờ chơi đã phá đảo game hầu hết trong cái số dưới mà 4 giờ thôi, nên quanh khoảng 4 giờ chơi là phá đảo game. Tôi cũng 2.7 giờ chơi rồi phá đảo, trong đó cũng vài lần chín bết là tí một tí thôi, thì hầu hết là 2.mấy giờ chơi là họ đã hoàn thành hết game rồi. Một số người thì chơi lâu hơn tí, con game cũng tương đối dễ, thì trên 2 giờ chơi là đạt được thành công của game đó. Thực sự thì 2.8 giờ chơi này anh em vẫn có thể refund theo chính sách mới của Steam. Steam bây giờ nó nâng cái giới hạn refund lên tới 3 giờ rồi, không quá 14 ngày và 3 giờ. Thì game như vậy thì không lẽ là đi refund, không có game xứng đáng về chất lượng. Đây là cái câu đố gần như cuối cùng mà. Để cái ba con mắt chạy. Lúc nãy tôi vào game thấy nó khác lắm mà nè. Lừa nè, cái này là lừa nè. Lừa cái ổ phá có 3 số trong game 3 tổng. Game này thì cũng lừa một vài chỗ. Thì tôi thấy họ giới thiệu phần 2, nên tôi cũng coi thử. Studio này cũng có khá nhiều game nè, chứ không phải ít đâu. Thì họ dẫn cả hai vô luôn, Dev nhưng mà Phúc Địch nhà phát hành với Dev là chung nhau luôn. Đem game 2D, game này tôi đã coi rồi, ra mắt vào đầu năm nay, không biết được nhiều đánh giá nhưng 2.3 hay nha, chỉ là thành công lắm đó. Let me out GPT. Studio này họ tập trung vào phần lớn các game là indie, thể loại rất là đơn giản luôn. Cái đồ họa vẫn là điểm mạnh của họ. Còn game theo bài nè. Tôi coi thứ này. Thì đây là danh sách 10 game của họ thôi. Coi đến game luôn khá lưu bị. Cái Meow này thì nó có yếu tố kinh dị mà lại dễ thương nữa, nên tôi sẽ không chơi đâu. Mấy game 2D thì để tôi nó chơi, tôi chơi kéo. Một con game thiết kế trong mà cái hình đối xứng, hình vuông tròn. Nhưng này cũng kinh dị luôn. Thì hầu hết các studio họ nhỏ, họ thường là làm game kinh dị, tại vì nó không quá khó. Thì có thể áp dụng những cái hay của bên game khác vô. Top seller thì tôi đã mua con này của họ rồi. Con này là con gì? Màn hình ngang 2D chỉ góc nhìn trên xuống thôi, ít review đó. Game nhìn trong cũng triển vọng mà chỉ có 10 review à, là do cái lối chơi nó đơn giản lắm, dạng như đi nhặt đồng tiền xu rồi chuẩn chuẩn bắn bắn, giống mấy game băng hồi xưa. Game này tôi thấy là nó đậm cái chất mobile nhiều hơn, chưa thấy được cái bản chất chiến đấu nó ra sao, chỉ mới sâu demo vài cái thôi, chỉ có 25 follow thôi, tạm bỏ qua đi. Nó tiền thân nó giống game của tôi á, thì đây là một con game thế bài, họ chưa có một video mà luôn. Cộng 3 sơ hải điều 10 đau. Game thế bài mà thiết kế đồ họa gì thì tôi không có cảm tình tiền, vì là mình là đóng vai đứng người đứng chính giữa luôn chứ không xuất hiện trên màn hình này. Thì đây là mấy con quái nó công thẳng vô mình quan thế bài thôi. Con game này thì cái đồ họa nó không đặt nặng cái vấn đề đó, thì còn lại cái yếu tố duy nhất chỉ là mấy cái thẻ bài chất lượng sau thôi. Mấy cái hộp là cái gì ta, số 1 ở trên này, ở dưới này còn mấy cái hộp. Game này cũng tạm tạm, tôi chưa thấy quá ấn tượng, tại vì cái đồ họa này thực sự không hợp. Thêm cái là chưa có video để xem cái animation, mấy cái hiệu ứng đó bài cho. Thì nãy là họ có nói cái phần 2 gì đâu ta. Nhìn vô trong hầu hết là mấy con game nhỏ nhỏ để họ tập trung vào doanh thu là chính.
Tôi chưa thấy cái phần 2 nó đâu cả. Book Inside Chapter 1. Chapter 1 thì được đánh giá rất là cao. Thì đây cũng game giải đố dạng con đít thôi. Anh có thể tôi sẽ chơi được. Giá cũng rẻ lắm. Anh quyết định đi. Khi nào giảm giá thì tôi sẽ mua. Lúc trước tôi cũng thấy nó rồi nhưng mà tôi nghĩ nó dạng kể chuyện nên tôi rồi bỏ qua luôn. Thì bây giờ thấy này nó dạng giải đố nên tôi sẽ thôi. Thì họ cũng ra chấp tờ 2. Thì gửi mạo hiểm giả. Thì anh trực chiến phiêu luôn. Cho bác Butter ăn rau. Game này thì đồ quá rất là đẹp mà. Nhạc cũng tươi nữa. Thì mấy cái thẻ này tôi ít chơi lắm. Chỉ có cái duy nhất là giải đấu nền tảng này thôi. Thì con game nãy ấn tượng đó nhưng mà không hợp với tôi. Lúc nhìn trên 2 thì con game nãy phần 2 đâu ta. Họ gợi ý với phần 2 của con game này. Đâu rồi? Sự kiến là lại bu lên cái màn hình thôi. Thì chắc đó chỉ là lời hứa hẹn thôi. Chứ thực sự là chưa thấy. Còn con game dạng của anh thích giá là đơn giản không? Rồi, hôm nay thì nghỉ tại đây thôi. Coi như là hoàn thiện một con game giải đố nữa. Ok, bye anh em. Mai thứ hai để chúng ta đi học đi làm. Tôi sẽ nghỉ ngơi cho.